không dây 1.100 đô la Mỹ. Hãng thời trang Louis Vuitton vừa ra mắt sản phẩm tai nghe không dây với giá 1.100 đô la Mỹ, đắt hơn 100 đô la Mỹ so với sản phẩm trước đó. Horizon Earphones là sản phẩm hợp tác giữa Louis Vuitton và Master và Dynamic, thu đắt một cách điên rồ. Horizon Earphones thực chất chỉ là phiên bản hạng sang của tai nghe MVK07 Plus, 299 đô la Mỹ, vậy hơn 800 đô la Mỹ kia sẽ chi cho việc gì? Đó là có thêm thương hiệu Louis Vuitton gắn vào tai nghe. Horizon Earphones có 4 màu khác nhau, gồm Neon Yellow, Vàng, pristine white, trắng, bright red, đỏ và pink, hồng. Hiển nhiên chúng được thiết kế sành điệu và bắt mắt. để thông số kỹ thuật: Tai nghe không dây Horizon Earphones có thời gian phát lại khoảng 20 tiếng, gấp đôi mức thông thường, hỗ trợ Bluetooth 5.0, công nghệ ambient listening có thể nói chuyện với người xung quanh mà không phải bỏ tai nghe khỏi tai, tính năng chống ồn chủ động và sạc không dây.